Hai chào cả nhà đến với video tiếp theo của Tí Lê. Đó cả nhà, giờ này cũng 6-7 giờ tối rồi. Khi mà thành phố lên đèn thì Tí Lê sẽ lên cơm. Đó, khi thành phố lên đèn thì Tí Lê với cậu Dũng sẽ lên cơm cho những người vô gia cư, những người già neo đơn lớn tuổi. Đó, thì hôm nay Tí Lê cũng nhận được một cái xô, cũng được một cái số tiền của chị Vũ Thảo có gửi cho máy ấm của Tí Lê, ủng hộ quán cơm chay của Tí Lê là 100 phần cơm chay. Và sau đó thì nói chung mấy ngày hôm nay thì khi mà Tí Lê đi phát cơm từ thiện cho những hoàn cảnh nghèo, những người vô gia cư á, thì mới biết được là coi như người ta, những người vô gia cư người ta cũng cần nước á cả nhà. Đó, thì sau khi mà Tí Lê đăng tải những cái clip mà phát cơm chay, phát cơm từ thiện cho những người vô gia cư, thì có một chị Mạnh Thường Quân, có vợ chồng chị Ánh ở bên Mỹ, ở tiểu bang Cali, có gửi về. Chị Ánh có căn dặn Tí Lê là mỗi suất cơm bao nhiêu phần thì sẽ làm bao nhiêu chai sữa đậu nành cho những người vô gia cư đó. Thì sữa đậu nành này Tí Lê cũng đặt từ ngay chỗ mà Tí Lê lấy đậu hũ ở cả nhà. Đây là sữa đậu nành nguyên chất luôn. Đó, thì chỉ có 7.000 một chai thôi. Thì mỗi buổi tối những người vô gia cư ăn hộp cơm xong, uống một cái chai sữa, uống một ngụm sữa coi như là rất là ấm lòng. Thì Tí Lê cũng thay mặt tất cả những người vô gia cư, những người già neo đơn lớn tuổi, cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân lúc nào cũng đứng sau Tí Lê, hỗ trợ cho Tí Lê tinh thần lẫn kinh phí, để giúp cho Tí Lê lúc nào cũng dễ dàng làm những cái công việc thiện nguyện. Thực sự thì Tí Lê mở cái quán cơm chay này ra thì cũng muốn kiếm thêm để nuôi hàng trăm con bé chó mồ côi ở máy ấm của Tí Lê thôi. Và cái việc thứ hai, một công đôi chuyện, vừa giúp hàng trăm con bé chó ở máy ấm của Tí Lê và vừa giúp hàng nghìn người vô gia cư mỗi đêm đang không có nhà, không có cửa, không có đồ ăn, đến nỗi mà phải dầm mưa dầm nắng, coi như là phải chờ đợi từng miếng ăn của tất cả tấm lòng vàng. Đó, hôm nay thì Tí Lê cũng cảm ơn chị Vũ Thảo rất là nhiều đã gửi ủng hộ quán cơm chay của Tí Lê 100 suất cơm chay. Và Tí Lê cũng cảm ơn vợ chồng chị Ánh đã làm 100 chai sữa đậu nành cho mọi cái show phát cơm từ thiện của giống như của Tí Lê. Rồi, đây sữa đậu nành cả nhà thấy nguyên chất 100% là bằng đậu nành nha cả nhà, không có hóa chất, không có chất bảo quản gì hết, rất uống rất là ok. Đó, đây bây giờ Tí Lê với cậu Dũng chuẩn bị cuộc hành trình thiện nguyện. Đó, cả nhà thấy giờ này 6-7 giờ tối thì người ta lên đèn, thì Tí Lê với cậu Dũng sẽ lên cơm với sữa nha cả nhà. Cơm chay chú có ăn cơm chay không? Nào, cũng cơm chay sữa đậu nành. Rồi từ từ mỗi người sẽ được một phần cơm chay với lại một chai sữa đậu nành nha chú nha. Dạ con chào bà chào con chút xíu nha bà. Dạ đó rồi. Này cơm chay nha cô nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Nói chung thì cái này con cũng đi theo cái giống như là cái trách nhiệm của con. Rồi của cái này tiền thì của Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ người ta gửi về. Dạ. Dạ. Không cô, cái này là mỗi phần là một chai sữa cô. Cơm chay chờ con xíu nha chú. Dạ cơm chay nha chú. Không, ở đây là mỗi ngày con đều phát luôn, nhưng mà chỉ có là một món là cơm chay thôi. Rồi cho chị nè một phần. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Đi về cũng khổ mà đúng không? Dạ. Túi thì nó hết rồi. Cái này cơm chay nha chị nha. Dạ. Chị có ăn cơm chay không?
Rồi rồi, mô Phật. Cơm chay nha chú nha. Cái này cơm chay nha chú nha, nhớ ăn để bỏ tội chết à. Dạ, mô Phật. Dạ. Không được chú. Tại vì cái này là mỗi phần, cái hạn như hôm nay con đi phát 100 phần là 100 chai sữa. Chứ nếu mà chú đưa cho chú nữa. Sao người ta đang thiếu chai sữa chứ không cả. Dạ. Ở cả nhà thấy quét mà ngày nào cũng đi mà thì có những người uống những giọt sữa buổi chiều cũng ấm lòng cả nhà. Thì Lê cũng cảm ơn vợ chồng chị Ánh, cảm ơn chị Vũ Thảo đã ủng hộ cho quán cơm chay của Lê là 100 phần cơm chay. Và Lê cũng cảm ơn hai vợ chồng chị Ánh ở bên Mỹ tiểu bang Cali đã hỗ trợ 100 chai sữa đậu nành cho tất cả những người vô gia cư. Dạ. Đứng ở đây đi, đứng ở đây luôn. Từ từ chú, để dựng cái chống xe lên đó. Dạ. Đúng rồi. Mà cái này là cơm chay nha chú nha. Cơm chay sữa. Dạ. 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 Ví dụ như mỗi người sẽ được một cái phần cơm chay với lại một cái chai sữa đậu nành nha. Dạ. Chú ăn cơm chay không? Cơm chay hả? Cơm chay chú. Dạ. Cho chú bảo vệ này một phần cơm chay luôn. Rồi, rồi anh có hai chai sữa rồi ha. Rồi, nhớ ăn cơm chay nha. Dạ, mô Phật. Cảm ơn nha. Dạ, dạ. Rồi mỗi người được một phần cơm chay với lại một chai sữa đậu nành. À dạ. Ngon không cô? Dạ, mô Phật. Ăn chay đi cho thanh tịnh, không có mang cái nghiệp sát sinh. Nè con chai sữa đậu nành nữa đúng không? Uống sữa đậu nành đi, già lớn tuổi uống xì tin là bị tiểu đường đó. Uống, chú uống xì tin giết là chú bị tiểu đường đó. Trời ơi, uống xì tin thì hút thuốc bị phổi nữa, chết luôn. Đừng hút thuốc. Là cho thêm một chú nữa kìa, Dũng. Chết rồi, trả luôn quá. Đó là mọi người ta, không thấy ai chạy qua xin cho tao, nó xin cho nó không? Vậy hả? Ồ, trời ơi, đi cẩn thận nha, xe không à. Cơm chay sữa đậu nành mấy cô ơi. Đây, tắp đây đi. Đây, đi giữa. Cơm chay sữa đậu nành. Mỗi người là được một hộp cơm chay với lại một chai sữa đậu nành nha. Dạ. Qua hai phần đi. Dạ. Ăn chay hai phần. Qua kia đi cô, qua kia đi cô. Qua kia đi cô để bu giữa đường á, xe không à.
Còn chút xíu. Cái này cơm chay nha cô nha, cơm chay nha anh nha. Cơm ăn làm mừng dạ. Dạ cơm chay chú ơi. Mỗi người một hộp cơm chay với lại một chai sữa đậu nành. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Lấy hai chai sữa có hai. Lấy không được. Đúng rồi đúng rồi, con chưa được mà. Cảm ơn. Cái này quý lắm đó con. Cơm chay nha cô chú nha. Dạ. Mỗi một phần cơm chay có một chai sữa đậu nành. Dạ. Đây chai sữa đây. Cơm chay nha chú nha. Dạ dạ. Để bác công cái không biết cái bỏ tội à. Dạ. Bữa nay ngồi chơi quá trời luôn. Có cái lớp canh chua đó. Hay quá anh ơi.
nhường luôn. Hay quá anh ơi, đúng rồi. Trời ơi, tội nghiệp anh quá.